liên quan đến công tác thi công đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Theo Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam, ACV, liên danh nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ hạng mục này. Trong đó, các nhà thầu đã huy động 630 nhân sự, 196 máy móc trang thiết bị với nhiều mũi thi công. Nhiều công việc đã và đang triển khai gồm phát quang dọn dẹp, đắp đất K95, K98 tuyến số 2, thi công đường công vụ 2, cấp phối đá răm tuyến số 1. Bên cạnh đó, công nhân còn thi công cọc khoan nhồi, mố trụ cầu, dầm super T, dầm bản rỗng, cọc xi măng đất, triển khai hệ thống thoát nước, hầm chui dân sinh trên tuyến. Theo ACV, đơn vị đã nhận bàn giao mặt bằng của tuyến T1 là 66/66,45 ha, đạt 99,32% diện tích. Tuyến T2 nhận mặt bằng 58,85/59,68 ha, đạt 98,6% diện tích. Tuy nhiên, mặt bằng thi công một số đoạn vẫn sôi đỗ. Cả hai tuyến còn vướng đường điện làm gián đoạn và ảnh hưởng đến thi công. Do đó, ACV mong muốn địa phương sớm giao đủ mặt bằng để nhà thầu đẩy nhanh tiến độ. Huyện Long Thành đang tuyên truyền, vận động người dân giao đất làm đường T1, T2 kết nối sân bay Long Thành. Dự kiến khoảng hơn một tuần nữa sẽ hoàn tất giải phóng mặt bằng. Dự án đã được khởi công từ tháng 7 năm 2023. Trong đó, đường T1 có chiều dài 4,3 km với vận tốc thiết kế đạt 80 km/h, theo tiêu chuẩn đường chính đô thị được triển khai từ ranh phía tây của sân bay Long Thành đến quốc lộ 51. Từ đó kết nối giao thông từ sân bay Long Thành đến khu vực thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía tây sân bay. Tuyến T2 dài 3,5 km với tiêu chuẩn đường cao tốc cùng vận tốc thiết kế đạt 100 km/h nằm trên tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu, đoạn giữa cao tốc thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Dây. Đây là tuyến đường rất quan trọng tạo thành hệ thống kết nối cho sân bay Long Thành. Thời gian xây dựng của dự án là 885 ngày, với tổng giá trị dự án hơn 2.630 tỷ đồng. Dự kiến hoàn thành trong năm 2025.